nhằm quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch thành phố tới các doanh nghiệp lữ hành và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói của thành phố. Sáng ngày 1 tháng 12 tại chợ cảnh Uông Bí, thành phố tổ chức chương trình giới thiệu về một thành phố Uông Bí tươi đẹp, Hồ Yên Trung, Lựng Xanh, chợ cảnh. Chương trình được bắt đầu vào 8 giờ với các hoạt động điểm nhấn như thưởng thức âm nhạc dân tộc, trưng bày các dụng cụ sản xuất sinh hoạt của đồng bào Sao Thanh Y, xã Thượng Yên Công như mẹt, dao phát nương rẫy, cung nỏ, liềm hái, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm, quần áo, khăn quấn đầu do phụ nữ dân tộc Dao Đan dệt. Đặc biệt, du khách còn được mặc những bộ trang phục truyền thống và chụp ảnh lưu niệm cùng bà con dân tộc Dao Thanh Y tại chợ phiên. Tại chợ cảnh, đông đảo nhân dân và du khách còn được tham gia chế biến, thưởng thức các món ăn đặc trưng truyền thống của dân tộc Dao Thanh Y như rượu bâu, canh gà, xôi ngũ sắc, thịt lợn kho chám, cá suối, măng rừng. Nhân dịp này, thành phố cũng tổ chức quảng bá thương hiệu gà ri vàng rơm. Đây là một món ăn đặc trưng Uông Bí đang triển khai nhân rộng để phục vụ khách du lịch. Cùng với giới thiệu quảng bá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Dao Thanh Y, phiên chợ cảnh tuần này còn có các hoạt động quảng bá những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của thành phố Uông Bí là Hồ Yên Trung và Lựng Xanh.